Tuyến dịch vụ IAC với đội tàu gồm 18 chiếc, sức chở 10.000 TEU trên tàu, hoạt động trên hải trình đi từ Cái Mép, ghé cảng Hải Phòng, tiếp đến các cảng tại Trung Quốc, băng qua Thái Bình Dương và đi thẳng đến các cảng bờ Tây Hoa Kỳ gồm Long Beach. Và hải trình ngược lại, khởi hành từ các cảng bờ Tây Hoa Kỳ, quay trở lại Trung Quốc, nối tiếp với tuyến dịch vụ có tên IWEC, bắt đầu đi từ các cảng của Trung Quốc qua Cái Mép và Singapore, băng qua Ấn Độ Dương đến thẳng các cảng Khalifa, Abu Dhabi, qua kênh đào Suez, để ghé cảng Piraeus ở Địa Trung Hải và tiếp tục đi đến bờ Đông Hoa Kỳ, Savannah, Norfolk, New York và Boston, rồi quay trở lại cảng Piraeus. Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết sự hợp tác giữa Tân cảng Cái Mép Thị Vải và các hãng tàu lớn trên thế giới, trong đó có COSCO, OOCL, thể hiện năng lực khai thác càng chuyên nghiệp của hệ thống Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Cùng với đó là sự hỗ trợ tối đa của các ban ngành, cơ quan chức năng trong việc tạo điều kiện thông suốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại cảng. Qua đó, cùng với hệ thống cảng của Tân cảng Sài Gòn trở thành mắt xích quan trọng trong việc kết nối hàng hóa giữa Việt Nam với các thị trường lớn mạnh trên thế giới.